Nhảy xuống đụng nhảy. Nhảy xuống đụng á em, nhảy xuống đụng. Cái chỗ này là gì? Đúng rồi. Mọi người bơi qua chỗ này đó. Đụng xa thôi nha, nhẹ nhàng coi chừng không có cái chân. Tét chân hả? Tụi ai ngồi tét chân hả? Nhảy ra nhảy phía kia em. Hồ nào. Đâu? Cẩn thận cái chân nha, san hô không á. Kè nè. San hô ở dưới nước chứ không ở trên mặt nước đâu em. Ở dưới nước. Bượng tên ơi. Bượng tên ơi. Mấy đứa cẩn thận cái chân đụng san hô nha, nó rách chân đó. Đụng lặn không về bọn con tính. Em bên đây mới đẹp mày mới cho bánh trăng biết mày. Lá cái chân đâu? Ờ, lá cái chân đâu? Ờ. Đi vô anh. Đấy, tôi định anh nhảy xuống quay.